Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Tân Định cơ bản hoàn thành 23 trên 23 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, kết quả cụ thể như sau. Về công tác xây dựng Đảng. Thứ nhất, công tác chính trị tư tưởng, triển khai tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 khóa 13, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức thành công sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, triển lãm ảnh Trường Sa đảo là nhà, biển cả là quê hương và hội thi Tự hào biển đảo Việt Nam, tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao hội thi công dân thành phố với hành trình văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cấp quận và cấp thành phố, đạt giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí đợt 1 giai đoạn 2020-2025 cấp thành phố. Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị, chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khai thác sử dụng không gian này trở thành nơi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng hiệu quả của đơn vị, chi bộ. Đề xuất biểu dương cấp quận 2 tập thể, 3 cá nhân, tổ chức biểu dương cấp phường 25 tập thể, 50 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023. Thực hiện tốt đề án số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Duy trì chế độ đi thực tế khu dân cư, tiếp công dân, đảng viên, tiếp xúc đối thoại theo quyết định số 2405 và quyết định số 935 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thứ hai, xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện tốt mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, nghiêm túc thực hiện chế độ họp ban thường vụ, họp ban chấp hành đảng bộ, hội nghị toàn đảng bộ định kỳ, kịp thời ban hành nghị quyết, công văn lãnh đạo các mặt công tác. Thực hiện tốt công tác xác minh lý lịch, bảo vệ chính trị nội bộ, trao tặng huy hiệu đảng cho 50 đảng viên, kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào đảng, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, giới thiệu đề xuất cán bộ, ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Kịp thời tổ chức tập huấn công tác xây dựng đảng, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, triển khai cung cấp đầy đủ tài liệu, quy chế, quy định, hướng dẫn các cấp, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, triển khai các biểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, thực hiện quản lý sử dụng, thu nộp đảng phí kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tiếp nhận một chi bộ công ty cổ phần tư vấn đầu tư cơ điện và xây dựng Đông Dương, giải thể một chi bộ doanh nghiệp, hiện nay đảng bộ phường có 20 chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn nhân sự đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, bí thư, phó bí thư đoàn phường, nhân sự chi ủy, ban giám hiệu các trường học, chi bộ khu phố đảm bảo yêu cầu, đặc biệt chủ động chuẩn bị nhân sự tham gia công tác ở khu phố theo đề án sắp xếp khu phố đã triển khai. Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Thực hiện tốt quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, các thông tin phản ánh, kiến nghị được xử lý, giải quyết kịp thời. Không có các thông tin phản ánh mà không được chỉ đạo xem xét giải quyết. Không có trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 2 chi bộ và 2 cá nhân, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề 2 chi bộ, 2 cá nhân. Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 2 tập thể, giám sát 2 chi bộ và 2 cá nhân. Kết quả kiểm tra giám sát, không có tập thể cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật. Các trường hợp còn hạn chế đã được nhắc nhở và yêu cầu có kế hoạch khắc phục cụ thể.
các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, quyết định số 1480 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng viên và giải quyết tố cáo của chi bộ. Phục vụ tốt các đoàn kiểm tra giám sát của quận và thành phố, tích cực tham gia và đạt kết quả cao hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023. Thứ tư, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đề xuất biểu dương cấp quận 3 tập thể, 2 cá nhân, tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận và biểu dương cấp phường 23 tập thể, 29 cá nhân điển hình, phong trào thi đua dân vận khéo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường chấp hành nghiêm quy chế quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp hộ tịch, đảm bảo công tác tiếp công dân, hội nghị nhân dân định kỳ, giải quyết khiếu nại tố cáo. Hoạt động của công an, quân sự phường, các trường học đạt nhiều kết quả tích cực. Quân sự phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp hạng nhất trong 10 phường. Công an phường tham mưu thực hiện đảm bảo 22 tiêu chí xây dựng. Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023. Lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường bám sát kế hoạch, được ngành dọc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham gia và đạt giải cao các hội thi cán bộ công chức viên chức giỏi thân thiện sáng tạo trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, hội thi tuyên truyền viên, hướng dẫn viên du lịch giỏi, hội thi tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam, hội thi nghi thức Hội Liên hiệp Thanh niên cấp quận và thành phố, cán bộ hội cơ sở giỏi, hội thi cán bộ tham mưu tốt dân vận khéo. Lãnh đạo chỉ đạo các khu phố phối hợp triển khai kịp thời đề án sắp xếp khu phố, chủ động trong chuẩn bị nhân sự tham gia công tác tại khu phố, thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực tham gia trang trí, góc phố tôi ngày Tết, chương trình Tân Định yêu thương và chia sẻ, liên hoan tiếng hát truyền thống phường Tân Định lần thứ tư năm 2023, phong trào để rác đúng chỗ, đổ rác đúng giờ và cuộc vận động nói không với chất thải nhựa, mô hình ngôi nhà thu gom pin cũ, tuổi trẻ thời 4.0, mỗi tuần một sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động về nguồn sinh hoạt chuyên đề. Với những kết quả đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024 là năm quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Tân Định tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, xây dựng và phát triển phường ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.